phần 15, phúc và đổ vỡ sáng sớm hôm sau thùy trang cựa mình thức giấc nhận ra mình bên hai gã đàn ông lạ lẫm steven lam còn đặt tay trên người nàng không muốn rời ra mác lại như một khối thịt to lớn không ngừng ngáy vang rung chuyển cả căn phòng thùy trang gạt tay steven trên người mình ngồi dậy nàng cảm thấy cả cơ thể mình còn ê ẩm mệt mỏi đầu ong ong choáng váng chưa tỉnh táo Thùy Trang rời khỏi giường, ánh mắt không muốn nhìn lại hai gã đàn ông kia, đi thẳng vào phòng tắm. Năm phút sau, Thùy Trang sẽ bước ra khỏi phòng tắm. Nàng bước lại bên cạnh giường, kéo cái áo choàng nhầu nhĩ của mình nằm bên dưới Steven Lam. Cơ thể bị rung động, hắn rụi rụi mắt nhìn lên Thùy Trang. Ánh mắt Steven say mê nhìn ngắm nàng, cất giọng nhừa nhựa ngái ngủ nói. Em gái về sao? Không ở lại chơi đùa với hai anh một chút nữa hả? À? Hai người liệu hồn. Tôi sẽ thưa hai người tội cưỡng bức. Thùy Trang nghiến răng khoác lại cái áo choàng. Cưỡng bức sao? Steven Lam bật cười, ngồi dậy. Tôi có rất nhiều người nhìn thấy em đêm qua đã ngả ngớn thế nào bên thằng trai trẻ kia. Dạng phụ nữ như em cần phải cưỡng bức sao? Thùy Trang nghiến răng đi thẳng ra khỏi phòng. Gương mặt nàng đỏ bừng nóng rát như ăn phải một cái tát đau đớn. Phải, Steven Lam nói đúng. Nàng nói ra mình bị cưỡng bức thì ai sẽ tin đây? Nàng nói ra mình bị một kẻ mang bộ mặt bạn thân của chồng hãm hại thì ai sẽ tin đây? Có lẽ trên thế gian này chỉ có một người tin nàng vô điều kiện. Năm phút sau, Thùy Trang bước ra khỏi cổng căn biệt thự to lớn mà nét mặt còn mang vẻ lo lắng. Nàng mặc trên người chiếc váy dài quyến rũ đêm qua, tay siết chặt điện thoại của mình. Nàng nhận được hơn 30 cuộc gọi nhỡ của Minh Tùng. Nàng quả thật không biết nên giải thích với anh thế nào. Em ra rồi sao? Thùy Trang đang thẫn thờ bước đi chợt bên tai vang lên giọng nói quen thuộc của Minh Tùng làm nàng giật thót quay lại. Em, em thùy trang lúng túng gương mặt hơi tái đi khi nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của anh anh đã chờ nàng ở đây cả đêm sao lòng thùy trang dâng lên một cảm giác khổ sở áy náy em xin lỗi chuyện này em có thể giải thích thùy trang cắn môi đầu cúi thấp nói em còn muốn giải thích điều gì giọng nói lạnh lùng của minh tùng làm thùy trang cả người co rúm sợ hãi nàng nhìn anh lại không thấy được ánh mắt thương yêu như mọi ngày em em đêm qua bị say rượu thùy trang ấp úng nói say rượu sao minh tùng nghiến răng rít lên từng lời sao em không nói mình say nắng với một thằng trai trẻ mà bị hắn chuốc rượu rồi qua đêm với hắn em không có em thùy trang lắc đầu phân bua vậy em có thừa nhận mình ngả ngớn chơi đùa với một thằng trai trẻ không em em có nhưng đó chẳng qua là ừ lời đay nghiến của minh tùng làm trái tim thùy trang đau xót khổ sở anh đã nghe lân kể lại một câu chuyện khác nàng chợt nhận ra dường như mình có muôn vàn lý do lại không có cái nào có thể lọt vào tai anh minh tùng hừ lạnh quay người bước đi thùy trang hai mắt ươn ướt đỏ hoe tuyệt vọng níu kéo anh giải thích nhưng em không qua đêm với hắn đó là sự thật anh phải tin em vậy đêm qua em ngủ với ai nói đi em thùy trang lúng túng chưa kịp trả lời thì bất ngờ từ phía sau vang lên tiếng cười hô hố thích thú trước ánh mắt sợ hãi của nàng, Mark quần áo sộc xệch khoác vai Steven Lam bước đến. David, thật cảm ơn cậu. Vợ cậu đúng là tuyệt vời. Hai chúng tôi rất thỏa mãn đó. Steven Lam cười hô hố vui vẻ cùng Mark đi lướt qua hai người. Ánh mắt hắn tràn ngập đắc ý nhìn gương mặt méo mó giận dữ của Minh Tùng. Đi, mình đi ăn sáng thôi. Đêm qua cô ấy đòi hỏi quá. Tôi quả thật hơi mệt đấy. Ừ, phải tầm bổ nhiều vào bạn của tôi. Thùy Trang cả người run rẩy uất nghẹn căm phẫn đến tột độ. Nàng vội quay phát lại nói gấp, "Tất cả là anh Lân. Lúc em say rượu, anh ấy đưa em vào phòng hai người họ." Chát, Thùy Trang chưa kịp nói hết thì bất ngờ nổ đom đóm vì ăn một cái mà Minh Tùng dành cho. Nàng thẳng thốt hai mắt đỏ hoe rưng rưng nhìn Minh Tùng, bàn tay bưng kín mặt như không tin nổi chuyện vừa xảy ra. "Anh lại đánh nàng sao?" Đối diện với ánh mắt tức giận điên cuồng của anh, trái tim nàng như bị xé nát thành muôn ngàn mảnh sự đau đớn đó làm thùy trang ngột ngạt khó thở hơn cả trăm ngàn lần cảm giác rát bút trên gò má in dấu tay anh 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 không tin em thùy trang nghẹn ngào nước mắt không ngăn được chảy dài trên mặt minh tùng hơi áy náy nhìn bên gò má ửng đỏ của thùy trang nhưng cơn tức giận của anh vẫn ngùn ngụt thiêu đốt làm anh không thể không phát tiết hai mắt anh nheo lại lạnh lùng nhìn thùy trang gần giọng nói hừ Lần là phút cuối mới được tôi nhường vé nó có thể biết trước được tôi sẽ không tham dự sao chưa nói lần biết steven lam và max sao người quen biết hai kẻ đó là em người đòi lên tầng hai chơi đùa cũng là em em không biết giải thích thế nào lúc đó dù em rất chóng mặt nhưng em vẫn nghe được ba người họ nói chuyện với nhau đây là một âm mưu thùy trang hai mắt nhòe lệ cả người run rẩy níu tay minh tùng nghẹn ngào nói em bớt những lời giả dối bịa đặt đi minh tùng gạt tay nàng ra lạnh lùng nói lời nói của anh làm thùy trang cả người chấn động trao đảo cơn uất nghẹn oan ức như một khối đá lớn tắc nghẽn trong cuống họng nàng truyền đến cảm giác đau không thể tả hai mắt nàng nhè đi nhìn gương mặt lạnh lùng của minh tùng được em hiểu rồi anh tin bạn của mình hơn là tin em thùy trang gật đầu thì thào yếu ớt nàng chùi nước mắt nhè nhè trên mặt không nhìn minh tùng lần nào nữa quay người bước đi Minh Tùng nhìn theo dáng đi siêu vẹo thất thểu của nàng, trái tim rằng sẽ đau đớn. Nhưng nhớ lại vẻ mặt hả hê đắc ý của Mark và Steven Lam, hai bàn tay anh bóp chặt vào nhau phát ra tiếng răng rắc. Nhìn thấy Thùy Trang bước lên một chiếc taxi, Minh Tùng nghiến răng bước nhanh tới. Em đi đâu? Thùy Trang không trả lời, cũng không nhìn lại anh lần nào. Minh Tùng nín lặng nhìn theo chiếc xe mang nàng đi xa, trong lòng anh chợt cảm giác được sự lẻ loi cô độc mất mát khu tập thể Kim Dung, quận Bình Thạnh. Thùy Trang nói với người lái taxi địa chỉ nhà bố. Với tâm trạng này nàng không muốn đối mặt với trăm ngàn câu hỏi của bố mình, nhưng đó là nơi duy nhất nàng có thể đi. Hai mắt Thùy Trang đỏ hoe ươn ướt nhìn ra cảnh vật bên ngoài lao vụt về phía sau. Nàng chợt nhận ra rời khỏi vòng tay Minh Tùng mình thật túng quẫn nghèo nàn. Không phải về vật chất tiền bạc, mà thiếu thốn một nơi ẩn náu trốn tránh tất cả ánh mắt trên thế gian này, bao gồm cả anh. Giang, Điện thoại Thùy Trang chợt reo vang, nàng không buồn nhìn số, nhấc máy áp lên tai, đầu cúi thấp xuống. Trong điện thoại vang lên giọng nói của thầy Phát. "Thùy Trang, anh chưa nhận được bảng kế hoạch năm học tới của em. Tuần sau anh cần tổng hợp xong báo cáo thầy Tín rồi." "Thùy Trang, em có nghe anh nói không vậy?" Không nghe nàng lên tiếng, Phát hỏi lại. "Thùy Trang." Thùy Trang hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên giọng yếu ớt nói vào điện thoại, "Em đây. Bây giờ anh có ở nhà không?" Có, cho em địa chỉ đi, được không? Được chứ. 20 phút sau, tại một căn biệt thự sang trọng tại quận 2, trong phòng khách rộng lớn. Có chuyện gì, em có thể nói cho anh nghe mà. Thùy Trang ngồi trên sofa ngả đầu lên bờ vai phát thút thít khóc, để mặc phát vòng tay ôm lấy bờ vai mình vỗ về trấn an. Nàng cũng không quan tâm ánh mắt anh ta đang say mê nhìn khoảng trống vạt áo trước. Thùy Trang hiện giờ chỉ cần một bờ vai để được khóc, để kể lể nỗi oan ức uất nghẹn này thật làm nàng ngột ngạt không thở nổi. Chưa bao giờ Thùy Trang thấy mình yếu ớt mỏng manh như lúc này. Nàng vừa khóc vừa kể cho Phát nghe hết những chuyện xảy ra đêm qua và không thể thiếu một số giải thích về mối quan hệ vợ chồng đặc biệt của mình. Minh Tùng lại đánh em sao? Nhìn thấy bên gò má còn ửng đỏ sưng của Thùy Trang, Phát nghiến răng căm hận. Hắn xót xa vuốt ve gò má mịn màng của nàng, rồi chậm rãi nhẹ nhàng hôn lên nó. Hắn lại nâng cằm nàng lên lau đi những giọt nước mắt trong veo chảy dài trên mặt, âu yếm đặt những nụ hôn lên nó. Trong lòng Phát dĩ nhiên không căm phẫn gì, hắn còn cảm ơn cái tát của Minh Tùng đã đẩy Thủy Trang vào vòng tay hắn. Đối với người phụ nữ xinh đẹp từng vụt khỏi tay mình, Phát luôn có một nỗi tiếc mong muốn rất lớn. Hắn hồi hộp đặt lên bờ môi mềm mại của Thủy Trang. Thủy Trang không né tránh, cũng không đáp trả Phát. Nàng như một kẻ lạc mất hồn phách để mặc anh ta với tình trạng yếu ớt tuyệt vọng của mình thùy trang ngã đầu lên vai phát bờ môi hé mở đón nhận nụ hôn của anh ta phát háo hức đến phát điên nhưng hắn phải cố giữ bình tĩnh để không biểu hiện quá hấp tấp hắn say mê bờ môi mềm mại của thùy trang con người được mùi rượu nồng trong hơi thở gấp gáp của nàng phát kéo nhẹ sợi dây váy sau cổ của thùy trang đừng anh cảm giác chống trải làm thùy trang bừng tỉnh anh biết em đang đau lòng anh cũng biết mình không nên lợi dụng tình thế này để chiếm đoạt em phát liên tục thì thầm nhưng một người đàn ông như vậy có thể xứng đáng với tình yêu của em sao anh ta còn không tin em bằng bạn mình lời nói của phát như một nhát chí mạng vào trái tim của thùy trang đúng là vậy minh tùng còn không tin nàng bằng tên bạn thân cấp ba của anh cơn uất ức trong lòng thùy trang lại sinh sôi làm nước mắt nàng không thể kiểm soát lại trào ra yêu em đi nàng như một con thiêu thân lao vào trong ngọn lửa hãy cháy lên đi cháy hết cơ thể này để nàng được giải thoát. Thùy Trang hai mắt ươn ướt khép chặt, trên ghế sofa phòng khách, người nàng gồng lên. Phát thấy mình như một kẻ vớ bờ nhặt được một khối vàng ròng bên lề đường bị kẻ khác vứt bỏ. Cảm giác hả hê thích thú hiện ra trong mắt. Phát nhìn xuống cái vòng một của Thùy Trang, đó là loại phụ nữ đẹp nhất mà hắn từng được thưởng thức. Hắn lại nhìn xuống gương mặt xinh đẹp đỏ ửng thiêm thiếp và bờ môi hé mở của nàng, cũng là nhan sắc hoàn mỹ nhất hắn từng được hưởng. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt há hốc của nàng. Ngày đó khi hai người còn quen nhau, khi Thùy Trang thổ lộ mình không còn cái ngàn vàng, Phát đã phạm phải một sai lầm để lòng hắn bao năm nay vẫn nuối tiếc. Hắn đã đòi hỏi Thùy Trang cho mình tiến xa hơn và kết quả là mất nàng vĩnh viễn. Sau đó khi Thùy Trang đã quen Minh Tùng, một lần tình cờ Phát nghe được một giáo viên nữ trong trường đi khám phụ khoa cùng Thùy Trang nói rằng nàng còn một thân trong trắng. Phát từng rất căm tức, cay cú hắn cho rằng sự thua thiệt của mình tất cả do một lời nói dối kia của thủy trang tại sao nàng lại dùng một loại thử thách quái gở như vậy chứ nàng lẽ ra đã thuộc về hắn cơn uất ức tức giận trong lòng nàng như được giải thoát tan biến đi nhanh chóng minh tùng đã xem nàng là một con đàn bà lẳng lơ gian dối được thôi nàng sẽ trở thành một người đúng như ý nguyện của anh thủy trang nấc lên trong cảm xúc hiện giờ tất cả còn sót lại trong lòng thủy trang chỉ có một ngọn lửa hừng hực bốc cháy ngọn lửa này một khi đốt lên chỉ tắt khi thân thể nàng điêu tàn em thật là ma quỷ à phát ngồi trên sofa thở hắt ra một hơi khoan khoái ánh mắt hắn thích thú nhìn thủy trang đây lại không giống một thủy trang mà hắn biết người phụ nữ này qua tay minh tùng gần một năm đã từ một tờ giấy trắng tinh khiết bị vấy bẩn đến không còn nhận ra nhưng phát rất thích nhìn một thủy trang như thế Hắn đã không phải người đầu tiên bôi bẩn lên tờ giấy trắng của nàng, thì bây giờ ông trời lại cho hắn cơ hội hoàn toàn nhộm đen nó. 16 giờ chiều cùng ngày. Reng, reng. Tiếng chuông điện thoại reo vang hai tiếng chợt tắt ngúm. Thùy Trang nằm trên giường gối đầu trên người Phát. Tiếng chuông điện thoại quen thuộc kia làm nàng tỉnh giấc. Khẽ cựa mình, hai mí nàng mắt vừa hé mở thì bên tai đã nghe lên giọng nói của Phát. Anh tìm Thùy Trang sao? Cô ấy đang ở nhà tôi thùy trang giật thót gương mặt tái nhợt nhìn lên phát anh lại đang nghe điện thoại của nàng giọng điệu đó không hỏi cũng biết là phát đang nói chuyện với minh tùng trái tim thùy trang đập nhanh bàn tay nhỏ nắm chặt lại mấy lần muốn giật cái điện thoại trong tay phát nhưng mỗi lần nàng muốn hành động thì lời nói cay nghiệt không chút lưu tình của anh lại vang lên trong lòng nàng em bớt những lời giả dối bịa đặt đi phải anh xem nàng là một kẻ giả dối thì nàng nên là như thế cô ấy đang ngủ không nghe máy được đâu phát nhìn xuống thùy trang nháy mắt vẻ hả hê hiện rõ trên mặt vậy nhé đừng tìm cô ấy nữa phát tắt điện thoại cúi xuống nhìn đôi mắt đỏ hoe ngơ ngác thất lạc của thùy trang hắn thích thú khi nhìn thấy sự rằng xé đau khổ hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của nàng em trách anh nghe điện thoại của em sao em không cũng nên như thế thùy trang lắc đầu yếu ớt như đang tự nói với bản thân mình em hiểu là tốt rồi phát ôm choàng lấy thùy trang anh sẽ cho em những trải nghiệm sung sướng hơn ở bên minh tùng gấp trăm lần em hiểu không thùy trang không trả lời phát chỉ áp gương mặt thất lạc buồn bã lên người anh khẽ gật đầu cùng thời gian dầm chiếc điện thoại bị minh tùng ném thẳng vào tường vỡ tan thành nhiều mảnh anh tức giận đến run rẩy vì kẻ vừa nghe điện thoại kia anh không bao giờ nghĩ thùy trang lại chọn phát để trả thù mình chỉ nghĩ đến nàng ngủ chung giường với tên đàn ông đội lốt đạo mạo đó là minh tùng không thể kìm nổi cơn tức giận của mình minh tùng nhìn lên tấm ảnh cưới của hai người nhìn gương mặt xinh đẹp của thùy trang tươi cười mà lòng anh như cắt xé anh nghiến răng mặt đỏ bừng đứng lên chộp lấy tấm ảnh cưới đập mạnh vào vách tường dầm nhìn khung ảnh gãy vụn cả tấm hình lớn méo mó biến dạng mà trái tim anh như vụn vỡ thành từng mảnh minh tùng ôm đầu gục trên giường bờ vai run rẩy không thể kiểm soát trong đầu anh lúc này như một bãi chiến trường của hai luồng suy nghĩ đối chọi nhau kịch liệt thùy trang đã lừa dối mày nàng muốn trả thù nên đi ngủ với thằng đàn ông mày căm ghét nhất không không đúng nàng không muốn trả thù mình vì nàng thậm chí không biết anh căm ghét phát đến mức nào thùy trang còn xứng đáng với tình yêu của mày sao nàng có thể ngủ với bất cứ tên đàn ông nào trên đời không không phải do nàng là do chính mình đã dẫn dắt nàng lên con đường này. Không, không phải thế. Minh Tùng gào lên đau đớn, anh chợt nhận ra tất cả những chuyện này đều bắt nguồn từ những ham muốn lệch lạc của mình. Nước mắt anh không thể kiểm soát tuôn trào, nhìn tấm hình cưới và nụ cười méo mó của Thủy Trang mà cơ thể anh như mất đi sự sống ngã quỵ xuống. Em tha thứ cho anh, Trang ơi. Tối chủ nhật, đêm đầu tiên chiếc lexus trắng nổi bật trong bóng đêm lướt nhanh trên đường nguyễn trãi ngồi ghế trước bên cạnh phát thùy trang ánh mắt thất thần lạc lõng nhìn những ánh đèn chớp tắt lung linh bên ngoài cũng không quan tâm bàn tay anh ta đang làm gì thùy trang mặc một bộ váy xanh dương lấp lánh những hạt đá lớp vải mỏng đủ thấy hơi thở phập phồng lên xuống tà váy rất ngắn lại xẻ cao phơi bày gần trọn vẹn cặp đùi thon dài trắng nõn của nàng gương mặt nàng hôm nay được phát gọi người tới nhà trang điểm thật đậm phủ qua một lớp son phấn còn đeo lông mi giả, nhìn nàng cứ như một người khác. đến cả minh tùng lúc này đi lướt qua có lẽ cũng khó nhận ra nàng. cũng phải thôi, không chỉ vì lớp trang điểm, thùy trang chưa bao giờ diêm dúa như hôm nay. nhưng điều này có quan trọng sao? thùy trang như không quan tâm tới điều gì. nàng như một con búp bê xinh đẹp tùy ý phát muốn sao cũng được. thùy trang mặt thoáng đỏ ửng ngượng ngùng níu chặt tà váy ngắn cũng cỡn líu díu bước theo phát. vừa đi nàng vừa lén nhìn vào những cánh cửa hé mở hai bên hành lang bên trong đó là những cặp nam nữ vui đùa ngả ngớn. Sự hỗn loạn của nơi này lại làm Thủy Trang vừa sợ hãi vừa tò mò. Bộ váy diêm rúa nàng mặc và cách trang điểm đậm nét hôm nay dường như rất phù hợp với nơi này. Suốt đoạn đường đi không ít gã đàn ông nhìn nàng hao háo khao khát. Phát dẫn Thùy Trang vào một gian phòng VIP lớn cuối hành lang. Vừa bước vào âm thanh ồn ào đùa giỡn đã vang lên bên tai nàng. Trong phòng tám người ngồi thành cặp quanh một bộ sofa lớn. Bốn người đàn ông khoác vai bốn cô gái phát, tới trễ vậy. tiếng cười đùa chợt im bặt, ánh mắt bốn người đàn ông đều đổ dồn lên thùy trang. ngay cả bốn cô gái kia cũng nhìn nàng chằm chằm vẻ đố kỵ hiện rõ trên mặt. thùy trang dù hôm nay vẫn một kiểu ăn mặc diêm rúa, trang điểm đậm nét, nhưng kiểu trang phục và diện mạo này lại càng làm cho nàng khêu gợi hút mắt đàn ông hơn. đào mày đem bên ngoài vào à? ừ, tại sao tao không thấy em này. phát bật cười lắc đầu phát không giải thích thêm chỉ kéo thùy trang ngồi xuống chỗ trống ở giữa dành cho hai người thùy trang cố kéo chiếc váy nhưng vẫn không che được cặp đùi dài trắng nõn của nàng nàng có chút ngượng mặt thoáng đỏ lên trước ánh mắt hao háu từ ba người bạn của phát những kẻ này lại xem nàng là gái bao của phát thùy trang cảm thấy hơi khó chịu nhưng ngoài cảm giác như bị coi thường lại có chút gì đó thú vị một cách khó hiểu có lẽ vì đây là lần đầu tiên có người khác nhìn nàng như một cô gái ở quán đến sau phạt đi cả hai người ừ phạt đi phạt theo tiếng hò reo những cô gái nhanh nhẹn rót ra sáu ly rượu còn xếp chồng lên nhau như một kim tự tháp nhỏ trước mặt phát và thủy trang sau khi cô gái rót rượu cho hai người phát nói nhỏ vào tai cô gái gì đó cô ta mỉm cười gật đầu quay người đi ra khỏi phòng uống đi em phát cười lớn tự lấy xuống hai ly rượu đưa cho thủy trang một ly nàng mím môi bối rối nhìn anh ngửa đầu uống cạn nàng cũng uống theo dư âm đêm say rượu trước vẫn còn giờ người lại mùi rượu tây làm nàng muốn buồn nôn thùy trang phải đè nén xuống để nuốt xuống mỗi người lần lượt uống ba ly rượu vào cả người đều bừng bừng như bốc cháy tốt lắm người đàn ông trẻ tuổi vẻ mặt ngạo mạn ngồi vị trí trung tâm cười lớn đây là anh hậu phát chỉ vào anh ta giới thiệu cho thùy trang còn đây là anh hào và anh lộc anh lại chỉ hai người hai bên Em chào các anh." Thùy Trang mỉm cười nhẹ nhàng nói. "Vậy còn em tên gì?" Hậu cười toe toét hỏi. "Em là Bớt hỏi nhảm đi." Thùy Trang chưa kịp trả lời thì Phát đã gạt ngang. "Được, không cho hỏi thì thôi, mời người đẹp." Hậu nâng ly rượu hướng về phía Thùy Trang, nàng chạm ly với anh ta, chỉ nhấp môi rồi bỏ xuống. Hậu chỉ mỉm cười cũng không hối thúc nàng uống. Chỉ vài phút sau cô gái phục vụ quay lại, đưa cho Phát một gói gì đó. Thùy Trang chỉ nhìn lướt qua cũng không quan tâm. Có lẽ hiện giờ trên đời nàng cũng không còn nhiều thứ đáng để quan tâm nữa. Em dùng thuốc lá bao giờ chưa? Phát ngồi bên cạnh ngồi tủm tỉm hỏi Thùy Trang. Hậu, Hào và Lộc cũng hứng thú lắng nghe. Em không thích mùi thuốc lá đâu." Thùy Trang lắc đầu bĩu môi. Hậu và cả ba người phì cười. Anh đưa điếu thuốc lá sang cho nàng, nàng mỉm cười lắc đầu. Em sẽ thích mà, tin anh đi. Phát tự đưa lên làm một hơi, anh chợt choàng tay ôm chặt người thủy trang, cúi xuống đặt lên môi nàng. Thủy trang cố đẩy anh ra nhưng nàng ho lên sặc sụa vì phát đã giúp nàng. Đừng mà, cả phòng cười vang làm gương mặt thủy trang đỏ ửng lên. Một lần nữa thôi, phát choàng tay ôm thủy trang nói. Anh đừng làm vậy, để tự em ừ ba người hậu cũng hùa theo ủng hộ thùy trang nhận lấy lần này tự nàng chủ động nên nàng không ho nữa thùy trang nâng ly rượu lên uống cạn nàng không chịu được mùi thuốc lá nhưng tinh thần nàng phấn chấn cảm giác buồn bã thất lạc đều tan biến mất ngay cả tiếng nhạc dồn dập ngoài kia vọng vào cũng trở nên dễ nghe hơn thấy sao hậu chồm sang hỏi cũng không tệ lắm thùy trang thích thú mỉm cười nữa không em phát hỏi phát lại đưa cho Thủy trang nàng thản nhiên đón lấy rồi cảnh vật xung quanh căn phòng như tươi sáng hơn ngay cả chùm đèn trên trần nhà cũng lung linh tuyệt đẹp thùy trang chợt thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm không nhịn được che miệng cười nắc nẻ em gái thấy vui vẻ rồi à hậu cười lớn nói phát đổi đào đi được không được chứ thùy trang còn ngơ ngác chưa hiểu thì cô gái bên cạnh đã mang theo vẻ hậm hực đứng lên đến trước mặt nàng như chờ đợi nàng nhường chỗ em qua ngồi với anh hậu chút đi. nghe phát nói thì trang chợt hiểu, mặt đỏ ửng đỏ bối rối đứng lên bước qua bên cạnh. hậu liền kéo nàng ngồi xuống, còn choàng tay qua ôm quanh bờ eo nhỏ của nàng. ôi, em thơm quá. Thùy trang mím môi gương mặt thoáng nóng lên vì bàn tay. cảm giác ấm áp làm cơ thể nàng nóng gian lên bất thường. tinh thần nàng lúc này vô cùng tỉnh táo, tỉnh táo đến mức nàng có thể cảm nhận được hậu đang làm gì mình. Sự cảm thụ rõ ràng đó lại càng làm nàng như có một ngọn lửa vô hình từ từ bùng cháy lên. Em làm ở hộp đêm nào vậy? Làm sao anh không biết? Hậu thâm lên vành tai nhỏ của Thùy Trang làm nàng dùng mình mặt đỏ lên lắc đầu. Em không làm ở hộp đêm. Vậy đêm nay em ngủ với anh đi. Phát cho em bao nhiêu, anh gấp đôi được không? Thùy Trang cắn môi nhìn qua Phát bắt gặp ánh mắt vui đùa của anh bản thân nàng cũng ngạc nhiên vì mình không cảm thấy phản cảm vì câu hỏi sỗ sàng coi thường của hậu trái tim thùy trang lúc này đập rất nhanh như tìm thấy gì đó thích thú và tội lỗi nàng nhìn qua hậu mặt đỏ ửng nói không ai đủ khả năng bao em đâu thật sao hậu thích thú cười vang cả phòng lộc và hào cũng cười phá lên vậy miễn phí thì sao hậu cười tiết mắt hỏi thùy trang cả gương mặt đỏ lên không trả lời hậu cũng không ngăn cản anh ta từng chút tiến. đừng anh. thùy trang phản đối theo lệ, bờ môi nàng vừa hé mở liền bị hậu đặt vào. nàng muốn đẩy anh ta ra lại bị chính sự ham muốn trong lòng làm cả người nàng suy yếu. hơi thở nồng nàn mùi rượu của hậu lại không làm thùy trang kinh sợ. những mùi hương nàng từng căm ghét đến xương tủy giờ lại trở nên êm dịu thơm tho không thể hiểu nổi. phát ngồi bên kia nhìn thùy trang mà thầm mỉm cười. nàng ngồi trong vòng tay hậu. phát cũng khá thân với hậu, lộc và hào cũng từng chia sẻ các ẻm cho nhau. Nhưng đây là lần đầu tiên Phát đem một đồng nghiệp đến cho bọn chúng chơi đùa. Hắn sẽ không nói ra thân phận thật của Thùy Trang, nhưng hắn vẫn có mục đích bí mật đối với nàng. Hắn sẽ huấn luyện nàng trở thành món vũ khí sắc đẹp trong tay mình. Từ khoảnh khắc Thùy Trang đồng ý thử, Phát biết chắc rằng mình sẽ thành công. Hào và Lộc nhìn Hậu ôm Thùy Trang vừa hâm mộ vừa ghen tị. Thật tiếc mình không mở lời yêu cầu Phát trao đổi em trước để bây giờ hai bọn chúng với ánh mắt thèm thuồng không thể rời khỏi người thủy trang. Hào và Lộc nhìn nhau, không nói một lời đã hiểu ý nhau. Hai đứa chợt rút ra vài tờ bạc xanh rúi vào tay hai cô gái, cho hai em nghỉ sớm, không cần vào nữa. Hai cô gái có vẻ hậm hực không vui nhưng vẫn nhận tiền, đứng dậy ngúng ngụy đi ra ngoài. Lộc và Hào chỉ chờ có thế đều đứng lên chuyển sang ngồi đối diện vây kín thủy trang. Có gì đó bên trong nàng cồn cào gào thét không chịu nổi. Thùy trang không biết sự ham muốn bất thường này đến từ đâu nàng chỉ biết mình chưa bao giờ mong muốn đàn ông như lúc này em muốn tình miễn phí rồi sao hậu thì thầm bên nàng thùy trang gương mặt nóng gian lên không trả lời chỉ gật đầu thùy trang nóng gian cả mặt trước ánh mắt si mê của ba người đàn ông trước mặt dù đã với không ít đàn ông nhưng nàng chưa bao giờ đi đến bước cuối cùng này một cách nhanh chóng vội vã như vậy lúc này nhắm mắt lại thùy trang nhận ra ngay cả nét mặt của hậu lộc và hào trong đầu nàng vẫn chưa kịp lưu lại chút ấn tượng nào nàng dường như thật sự trở thành một cô gái với bất kỳ người đàn ông nào suy nghĩ đó lại làm cho nàng phập phồng căng thẳng phát có tham gia không lộc hào và hậu háo hức quay sang hỏi không tự nhiên đi phát nhếch mép cười choàng tay qua bờ vai của cô gái bên cạnh hắn thích thú nhìn lộc và hào háo hức như hai con hổ đói em có vui không phát nhẹ giọng hỏi nhìn thùy trang gương mặt thoáng đỏ ửng lên khẽ gật đầu phát mỉm cười hắn quay qua đám bạn nói tối nay đứa nào muốn về nhà tao đây tao 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 cũng đi nửa tiếng sau trong căn nhà phát có sự cuồng nhiệt của thùy trang nhưng không thiếu phát và ba thằng bạn đêm thứ sáu dưới tiếng nhạc dồn dập đinh tai nhức óc rất nhiều nam nữ đang quay cuồng phấn khích trong ánh đèn chớp lòe liên tục. Tại một góc khuất của sàn nhảy, Thùy Trang ngả ngớn tựa sát vào người Phát, để mặc bàn tay anh. Cả tuần qua đi cùng Phát trải nghiệm đủ mọi thứ nhất trên đời, Thùy Trang như lột xác biến thành một người khác. Nàng đã tự trang điểm cho mình thật đậm, đeo mi giả, contact lens đổi màu mắt xanh lơ. Nàng mặc một bộ váy kim tuyến bạc Lớp trang điểm và trang phục này như một vỏ bọc ngụy trang để Thùy Trang có thể tự do hành động theo ham muốn của mình. Thùy Trang mặt thoáng đỏ ửng cũng không ngăn cản, "Ra nhảy đi." Phát nắm tay Thùy Trang đỡ nàng đứng lên, hai người bước chen vào giữa sàn nhảy. Âm thanh của những giàn loa khổng lồ thổi tung cả mái tóc Thùy Trang lên lại làm nàng vui thích. Ánh đèn chớp lòe mờ ảo lại trở nên lung linh xinh đẹp không thể tả. Tiếng nhạc dồn dập kia như ngấm sâu vào xương, thôi thúc cơ thể nàng bắt đầu nhún nhảy vui không thùy trang không trả lời chỉ choàng tay qua cổ phát nàng chưa bao giờ cảm thấy cơ thể mình tràn ngập năng lượng như lúc này cơ thể nàng nhẹ bỗng nàng thích thú với cảm giác này tất cả ràng buộc luân lý đối với thùy trang lúc này như chưa từng tồn tại nàng thậm chí muốn leo lên buộc cao thay thế những cô gái bg kia mà nhảy múa gương mặt tuyệt đẹp ửng đỏ và bộ váy ngắn của thùy trang thu hút không ít ánh mắt đám thanh niên còn có cả đám đàn ông trưởng thành như một cơn thủy triều dâng lên vây kín lấy hai người thùy trang áp lưng vào người phát gương mặt đỏ ửng thích thú đối diện với muôn vàn khuôn mặt lạ lẫm đủ mọi lứa tuổi họ nhảy quanh nàng như cố tình như vô ý va chạm vào nàng thùy trang không biết nhảy cũng chưa bao giờ nhảy cho đến hôm nay nhưng điều đó quan trọng sao vì mỗi cử động của nàng đều được đám đông hò reo hưởng ứng thùy trang không biết phát đã lặng lẽ rời đi nàng cũng không quan tâm đến anh vì vây kín nàng đã có vô số đàn ông háo hức thèm muốn nàng trong mắt nàng lúc này những gã đàn ông này đã biến thành những món đồ chơi bóng bẩy nhiều màu sắc sặc sỡ nàng như một cô bé ham chơi tò mò trước bao nhiêu thứ mới lạ bày ra trước mắt chỉ việc vươn tay ra chọn lấy món gần nhất phát đứng ở góc sàn nhà vui thích nhìn cảnh tượng trước mắt thùy trang níu áo gã đàn ông lôi thẳng tới trong tiếng hò reo vang dội của đám đông phát nhếch mép cười thích thú cơ thể nàng như một con thuyền lênh đênh trên biển trao đảo nghiêng ngả giữa đại dương đàn ông vây chặt cơ thể nàng chới với hẫng cao khỏi mặt đất ngay cả hai chiếc giày cao gót cũng rơi tuột mất thùy trang bị nhấn chìm hoàn toàn trong đám đàn ông nàng như không trọng lực từng chút di chuyển rời khỏi sàn nhảy hướng vào nhà vệ sinh nam đám đàn ông đông nghịt kia rời đi cả sàn nhảy như vắng vẻ hẳn đám phụ nữ cũng mất hứng trở về bàn ngồi không ít ánh mắt đố kỵ nhìn theo hướng nhà vệ sinh nam đang ồn ồn tắc nghẽn phát cúi xuống nhặt hai chiếc giày cao gót chơi trọi trên sàn nhảy, miệng cười tủm tỉm. Hắn không ngăn cản đám người kia, cũng không có ý định đó. Một đám đàn ông say men điên cuồng như vậy, hắn nhảy vào các